Thôi giờ anh em mình đi giăng câu các bạn ơi. Mời các bạn trải nghiệm cùng mình nha, đi giăng câu với mình nha các bạn. Đi các bạn ơi. Ôm cái thùng đi Úc ơi. Hôm nay đi giăng với mình có Úc Lập. Đi các bạn. Coi chừng dướng dướng rớt gối á em. Quên nó lấy bình xăng nữa. Bước xuống. Coi chừng té. Đi đường này không đi, đi đường đó. Rồi để xuống đó. Để dưới chân Út Lập á. Rồi. Thôi mình xuống ghe đi các bạn ơi. Đó, anh hai nhìn trực tiếp vô thì nó mới chói thôi. Nãy giờ anh em mình giăng cũng được 2 tiếng, 2 tiếng mấy nha các bạn ơi. Giờ đúng rồng rồi. Giờ mình đi thăm cá cùng mình nha các bạn. Hôm nay giăng lưới, hôm nay đi giăng câu dây nữa các bạn. Trải nghiệm cùng anh em mình nha các bạn. Coi thử mỏi như thế nào. Gà nước lên dân câu sướng các bạn ơi. Cái kẻ này bệnh đạt nhiều. Thấy thấy dây này thì bệnh cuốn cho hết trời. Ống dây rồi các bạn ơi. Ống dây rồi. Cái cạn ống dây rồi. Thăm câu cùng mình nha các bạn. Rồi.
cái tập thông trước cho bạn xem để hồi mình cứu sao cái giờ hết mồi luôn còn ít nữa. Giờ mình giờ hiện tại giờ chuẩn bị nước nổi lên cái trời nữa mà sao câu nút mới câu các bạn ơi. Thôi cắt đi nút mới câu tút trong rồi không gỡ được về mình gỡ sao các bạn này sâu lắm rồi không gỡ được đâu gỡ được cũng được nhưng mà mất thời gian của các bạn lắm mình không gỡ để về gỡ sao tốt là đi khác tiếp các bạn Okay.
này sao mình lưỡi dở dưới ta, quát lưỡi rồi, cái con quát đó các bạn ơi, lưỡi dở, à, các bạn thấy không, cái cha bự lắm các bạn, và thấy không, cái cha éo bụng luôn, nè, cái cha. Ủa mà sao cá cha này nó không kìa trên ta? Ngộ ha? Nè, nó không kìa trên, thường thường con cá cha phải có kìa trên, bữa này không có nè. Nè thấy không? Ôi, quá trời bự luôn. Khỏe rồi. Cá ít mà thì con cá bự cũng ngon. Ngon lắm các bạn, cá cha mà nó ăn chua á, cá không ống ngon lắm. Bữa trước mình đã bí lù quá trời ơi, hết cơm luôn các bạn. Còn nữa không, mai cái cha vô hết thường vô ông bây giờ có trống quá bạn, cũng lâu lắm rồi mình mới đi văn lại các bạn, tại vì lúc này việc nhà còn bận nhiều việc quá. Cái chê cái chê phải hết chê chê nhỏ các bạn ơi, không bự nhỏ như cắm móng gừng chê. Cái tối thì đi dân nó mát lắm mà cá nó cũng dạng vô ăn mà nhét hơn. Cá cha nữa mà con này nhỏ lắm mà cá cha nhỏ lắm. Cha bé lắm. Xíu à, giờ khoảng 8-9 lạng, 8-100 gram cộng rồi. Đây, con cá cha. Nước ra thì các bạn ơi, tranh thủ lên các bạn ơi. Giờ lục bình đạp nhiều lắm rồi. Tiêu công mang cho lục bình thương nhiều dữ ta. Con đây con tranh thủ lên các bạn để không kịp nè, đây con nữa nè. Thank you.
hai cá cha, 5 con cá trê. Con này chắc 3 ký mấy á. Cá cha này 3 ký mấy 4 ký các bạn. Rồi, anh em mình giờ chắc tranh thủ đi cuốn lưới các bạn, cuốn câu các bạn ơi. Chứ giờ câu nó bị lục bình cuốn nhiều quá. Là đối sau cùng mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu cảm thấy nhờ các bạn đăng ký kênh,
chia sẻ giúp anh em mình có động lực làm video tiếp theo các bạn. Trong suốt thời gian qua thì anh em mình có trục trặc trên vấn đề gia đình đó, nên không có ra clip đều. Từ đấy sau thì mình cố gắng để mình ra clip đều hơn cho các bạn xem ha. Có gì nhờ các bạn comment bên dưới để cho anh em mình khắc phục những cái gì mà sai sót hay những gì mà còn thiếu, thì anh em mình khắc phục để video chất lượng hơn, tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé.